Cương Lòa Thị thì tên lạ. Chú ơi, có xảy ra chiến tranh không? Cháu ở gần biên giới à? Biên giới Lạng Sơn hả? Bây giờ thấy cái hàng rào mà Trung Cộng lâu nay á, nó làm thì bữa nay nó cắt hàng rào là để chi con? Để cho quân nó dễ tràn qua. Chiến tranh là phải có. Thế chiến thứ ba thì lâu nay chú nói là sẽ có đệ tam thứ chín. Chú là người truyền tin duy nhất của cái quả địa cầu này, của đệ tam thứ chín. 3 năm nay giờ chót chạy nước rút, và một vị Phật xuất hiện, đó là về chủ yếu là chú kênh này, người truyền tin của đệ tam thứ chín. Còn mỗi một thời chiến tranh thì ở trên thượng đế cho một nhân vật khác để truyền tin. Thì thời để nhị thế chiến á, là có 3 đứa nhỏ ở Spain á, nó truyền tin thì gọi là thông thiên. Chú là một trong những người gọi là hơi lạ hơn người thường đi, nửa người thường nửa không phải người thường, muốn nghĩ như sao nghĩ. Nhưng mà những lời của chú nói chủ yếu là mang tất cả mọi người có sự bình tĩnh và có sự chuẩn bị và thay đổi giờ chót trước khi mọi chuyện gọi là chết chóc, hay là bị mình nói về mặt đời thôi chứ mình đừng nói chi tiêu hồn tiêu xác, chứ chóc hay là những xa xa cách gia đình bệnh tật mà mình không xa người thân chết, giống như kiểu Covid vậy đó, ra đi là không có trở lại á. Hoặc là những cái người đang giàu có, cái ngày mai có người gõ cửa cọc cọc như kiểu bà Phương Hằng gì đó, hay là kiểu ông gì ông Quân Bình Minh gì đó, đại khái mấy người giàu á. Hình như bữa nay bác Phạm Nhật Diệu mình đâu biến đâu, mấy tháng nay cũng thấy nữa. Cái là mà những cái chuyện mà lạ lùng nhất, một cái xã hội xấu, những cái gì mà xấu nhất nó hiện ra hết và có thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Và 7 tỷ người hôm nay á, ăn ngủ cũng không yên nữa, cũng không biết ngày mai á, cái thằng nghe nó có điên điên hay là mặt kim nhân ngủ nó có hùng hùng không, nó đói thì cái nó bấm lụm nút cái là cả trái đất mình cũng tiêu á. Cho nên mỗi chúng ta mà người có chánh kiến, người tu hay là người không có tu học cũng đều phải theo dõi chuyện gì đang xảy ra xung quanh, tin tức. Thì những cái clip mấy tuần rồi chú có nói, hiện giờ mỗi người chúng ta khắp thế giới luôn đều phải chuẩn bị một cái gì nho nhỏ trong nhà, để lỡ như mà chiến tranh thứ ba nó xảy ra đó thì mình không có, ít nhất mình cũng sống được 1 2 tháng trong nhà, khi không có ai đưa đồ ăn tới, chợ búa không có mở cửa, cây xăng không có mở, nhà băng mấy cái máy ATM ở ngoài mà nó cũng không có hoạt động, thì đại khái cái mớ thuốc men. Thì mình chuẩn bị một cái căn bản để mình chờ chiến tranh sẽ có, Biển Đông sẽ có. Nhưng mà tàu nó cập giấy nó có hù không à? Bữa bà Nancy bà mặc khỉ qua nó hù quá trời, thì bữa nay nó hù tiếp, hù 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 chả làm gì ai hết, cập giấy.